thì như mọi người biết rằng là từ trước đến giờ ấy thì Nga đã kinh doanh đúng không? Thì quá trình kinh doanh online của Nga ấy, thì nó phát sinh là nó rất nhiều cái lòng ngòng, nó rất là nhiều cái lòng vòng. Thế thì Nga cũng đã từng livestream, Nga cũng từng làm video để Nga bắt đầu Nga bán hàng. Nhưng mà thời điểm mà Nga làm ấy, thì Nga phát hiện ra một số cái, ví dụ như là như Thiên Anh nói, có nhiều bạn là cũng khá là ngại ngần, khá là gọi là rụt rè khi mà mình đi quay phim hoặc là khi mà mình livestream ấy, thì bắt đầu Nga đã mày mò sang một cái cách khác, đó chính là Nga tạo dựng cho Nga những cái group đó, mọi người thấy không? Thiên Anh cũng đã chia sẻ mọi người làm cái group đúng không? Thì bắt đầu Nga livestream ở trên những cái trang fanpage. Tại vì mọi người biết rằng ở trên những cái trang fanpage ấy, khi các bạn livestream á, các bạn sẽ ít bị bóp tương tác nhiều hơn. Các bạn đăng bài cũng sẽ bị ít hơn. Và đây là một công cụ để các bạn tiếp cận những đối tượng là khách hàng lạ hoàn toàn, người ta không quen biết mình, nhưng nhờ có những cái từ khóa mà liên quan đến những cái sản phẩm của các bạn thì họ sẽ tự động họ tìm ra mình ở trên những cái trang fanpage của mình ha. Và Nga năm 2018 thì Nga cũng bắt đầu Nga xây dựng những cái group cộng đồng của riêng Nga để Nga bắt đầu Nga đi kinh doanh. Và cái group cộng đồng này nó rất là hiệu quả mọi người ha. Và không giấu gì mọi người thì hiện nay thì từ ngày làm Shopee ấy, thì Nga cũng có tạo ra cho mình một cái group. Group này là cái mục đích của Nga là Nga chỉ có làm cho nhóm Nga thôi, Nga làm cho cái team cái nhóm là Win Win Team á. Thì nếu bạn nào mà lên trên 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 Google ấy, bạn search mà cái từ Win Win Team á hoặc là Win Win Team Dropy á thì nó sẽ ra ngay lập tức cái group của nhà Nga. Nó sẽ ra ngay cái group của nhà Nga ha. Và có thể là rất là nhiều anh chị đã đi vào cái group đấy mặc dù không phải team của Nga. Thế thì những cái điều mà Nga rút ra từ cái kinh nghiệm của bản thân mình khi mà mình bắt đầu mình đi kinh doanh ở trên một cái nền tảng khách hàng hoàn toàn xa lạ. Mọi người lưu ý nhé. Ở trên Facebook các bạn xây dựng profile, tức là các bạn đang bán hàng cho người quen, những người họ đang follow mình đúng không, những cái người họ đang follow mình hoặc những người mình đang follow họ đúng không. Thế thì ở trên làm video hoặc là livestream cũng vậy, các bạn sẽ tiếp cận là những đối tượng khách hàng là những người mà mình có thể có quen biết, tức là thị trường nóng, thị trường ấm của mình. Nhưng cái trang fanpage này nó gần như là thị trường lạnh, nó lạnh khoảng tầm 70%, chỉ có 30% đâu đó là đối tượng khách hàng quen. Quen ở đâu? Quen là khi mà các bạn tạo ra một cái trang fanpage ấy, thì tự động những cái người quen của mình được mình mời like trang ấy, họ like cái trang đấy. Nhưng khi họ like, các bạn tuyệt đối họ không biết các bạn là chủ sở hữu của một cái trang đấy. Mọi người lưu ý nhá, khi các bạn làm ở trên trang fanpage ấy, thì họ tuyệt đối họ không biết bạn là chủ sở hữu của trang đấy. Nên nếu như một ai đó mà nói với Nga rằng là em không muốn bán hàng ở trên trang cá nhân đâu, thì ngay lập tức Nga chuyển hướng các bạn ấy sang bán hàng ở trên trang fanpage. Lý do vì sao? Vì khi mà bán hàng ở trên trang fanpage ấy, cái điều đầu tiên là gì? Các bạn có thể ẩn thân. Các bạn có thể ẩn thân bằng cách các bạn xài điện thoại số khác, các bạn không dùng điện thoại số cũ, các bạn có thể mua một cái sim mới để bạn làm cho một cái trang fanpage riêng. Cái thứ hai là khi mà các bạn ẩn thân như vậy thì các bạn không đưa mặt mình ra để mình bán hàng. Các bạn không đại diện cho một cá nhân đi bán hàng mà các bạn đang đại diện cho một doanh nghiệp đi bán hàng. Mọi người lưu ý nhé. Khi các bạn có một trang fanpage, tức là các bạn đang đại diện cho một doanh nghiệp bán hàng chứ không phải là một cá nhân đi bán hàng. Nga ví dụ như thế này. Khi mà Nga có một cái trang fanpage, Nga đăng bài Nga bán, Nga chốt một đơn hàng. Thế thì cái khách hàng đấy ngày hôm đó lỡ như không may Nga chưa thuộc bài và Nga trả lời họ sai mất tiêu luôn. Họ nói rằng là em ơi chị sử dụng cái Relit YC này này thì hiện tại là bây giờ bao nhiêu ngày thì nó mới có đạt kết quả chẳng hạn. Hoặc là cái lượng hoặc là họ hỏi là cái lượng vitamin C của em ở trong này được bao nhiêu, thì ví dụ như ngày hôm đó Nga không có, Nga bột mồm Nga nói luôn à chị ơi cái đó là của em là bao nhiêu, 500 hay là 1.000 mg chẳng hạn đúng không. Thế thì nó sẽ sai đi với cái thông số của mình. Thế thì ngày hôm sau khi mà khách hàng họ quay trở lại họ phản hồi hoặc mình sẽ có cách để mình xử lý, còn nếu như không may mà mình phát hiện ra mình là người nói sai, các bạn được quyền gỡ lại cái sai của mình trong một nốt nhạc. Đố mọi người biết gỡ bằng cách nào? Đố mọi người biết mọi người gỡ cái sai của mình bằng cách nào? Khi mà các bạn bật mí luôn nè, khi mà Nga trả lời sai ở trên trang fanpage ấy, Nga sẽ nói một câu như thế này với khách hàng. Đúng rồi. Chị ơi, ngày hôm qua thì em có đọc lại cái thông tin mà chị đã trao đổi với nhân viên của bên em và em nhận thấy có một cái phần hơi sai một chút xíu, tức là bạn ấy đang nói với chị sai về cái tỷ lệ Vita C ở trong cái sản phẩm bên em. Thì em xin phép ngày hôm nay em trả lời chị lại một lần nữa. Cái sản phẩm này là chị có bao hàm lượng bao nhiêu nhiêu. Mình đổ lỗi ngay lập tức cho nhân viên của mình. Tại vì sao? Tại vì trên cái trang fanpage này họ không biết bạn là nhân viên hay bạn là chủ, người ta không biết bạn là ai hết. Nên đây là một trong những cái công cụ mà Nga nghĩ rằng nó không thể nào thiếu được. Mình không thể nào thiếu được ở trong cái túi để mình đi kinh doanh ha. Tại vì khi mà mình nói mình nhân viên mình sai ấy, thì khách hàng họ sẽ du di,
À bạn đó là bạn ấy là nhân viên mới, bạn nhân viên mới vào chắc là bạn ấy chưa biết, chưa hiểu rõ hơn nên bạn ấy nói sai. Và mọi người biết sao, mình rất dễ để khách hàng họ bỏ qua, họ thông cảm cho mình à, để mình không họ không bắt bẻ mình ha. Nên là mình sẽ thấy được là độ an tâm nó rất là cao đúng không? Thì đây chính là một cái hiệu quả, một cái công năng của thằng Trang Fanpage mà nó cực kỳ tuyệt vời luôn. Nghe thấy là Nga bị nhiều lần luôn rồi á. Hoặc ví dụ như là hôm nào đấy mà Nga chưa kịp lên đơn hàng ấy, thì Nga nói là à sorry em nha, tối ngày hôm qua chị cũng lên đơn hàng cho em rồi, nhưng mà chắc là bạn nhân viên ấy bạn ấy quên bạn cập nhật cái đơn hàng của em, thế thì ngày hôm nay chị sẽ cho hàng đi ngay lập tức nha. Thật ra mình quên, tại vì sao, trên cái trang fanpage này có một mình có một mình dùng thôi, làm gì có người thứ hai, nhưng mà mình cứ đổ vạ như vậy ấy, và họ không bao giờ họ bắt đền được mình hết. Và trang này nếu như các bạn nào mà xây dựng mà chưa thành công, Nga có một mẹo cho các bạn xây dựng để thành công. À, mẹo là cái gì? À, khi các bạn viết một bài viết nào đó liên quan đến sản phẩm ở trên trang cá nhân, mình không được viết quá nhiều những từ giới hạn. Nó sẽ bị giới hạn về từ viết. Nhưng ở trên trang fanpage các bạn được quyền viết ha. Nha, ví dụ, Nga viết cái từ mà trắng da, đẹp da, sáng da thì ở trên fanpage mình bị bắt lỗi liền. À, trên trang Facebook cá nhân ấy, mình sẽ bị bắt lỗi. Nhưng mà tại trang fanpage mình sẽ không hề bị bắt lỗi cái trang lỗi này ha. Các bạn được quyền ghi. Và những cái từ khóa của mình ấy, nó không bị giới hạn nữa. Thay vì ngày xưa mình bị giới hạn là những cái từ làm trắng này, hoặc làm đẹp này, hoặc là chị nám này, thì mình sẽ viết rời nhau ra đúng không? Nhưng mà trên trang fanpage Nga không hề viết rời, và Nga vẫn ok, hàng vẫn đi một cách ngon lành mọi người ha, và bài viết vẫn nổi lên bần bật luôn ha. Đây chính là cái lý do làm sao mà Nga sử dụng cái trang fanpage nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì trên trang này Nga có thể là Nga đứng trên vai người khổng lồ một cách thuần thục nhất. À không em, nếu như còn chị Nga thì khi mà Nga làm trang fanpage, Nga hút được rất là nhiều đối tượng khách hàng lạ mọi người ạ. Và Nga tuyển dụng từ trên những cái trang fanpage mà Nga có hiện tại, thì Nga tuyển đâu đó khoảng tầm được 10 bạn là đại lý. À, cộng tác viên thì không nói rồi, đại lý ha, đại lý thì khoảng tầm đâu đó được 10 người. Và Nga tuyển được, Nga bán được hàng rất là nhiều trên đó. À, Nga bán được hàng ở trên đó luôn ha. Khách hàng là những người lạ hoắc, Nga không hề biết họ là ai. Và Nga cũng chưa từng chạy quảng cáo, Nga không cần chạy quảng cáo để Nga vẫn ra đơn được bình thường ha. Đây chính là bí mật của những người họ làm trang fanpage thành công, nhưng mà họ rất ít khi bật mí ra. Thế thì ngày hôm nay Nga bật mí cho mọi người được không? Bật mí cho mọi người là gì? Khi mình có một cái trang fanpage rồi, mình phải biết chọn lọc từ khóa. Tại vì cái từ khóa nó cực kỳ quan trọng với bất cứ một bài viết nào hết. Lý do vì sao mà trang của Nga viết ra một cái rất nhiều người họ tìm đến mình. Rất nhiều người họ tìm đến mình. À, các bạn ví dụ nhá. Ví dụ như mà cái từ mà relit quasi, một lát nữa Nga sẽ cho các bạn là mình copy có bị mất tương tác bài không đúng không? À, khi mà em copy bài và em paste lên trên trang fanpage á, thì em có thể thêm một vài từ khóa khác vào. Mình thêm một vài cái từ khóa khác vào ha. À, hoặc là mình có thể mình đổi đi một số cái vị trí của câu từ để nó khác đi cái phần sắp xếp á. Thì Facebook nó cũng sẽ không gọi là nó không nhận ra được ngay là lập tức đâu, nó không nhận diện được đâu. Và khi mà để mọi người có cái kinh nghiệm thì đây là những cái kinh nghiệm của Nga khi mà Nga bắt đầu Nga làm nhá. Nè, cần làm những điều gì để thu hút được khách hàng quan tâm và mua hàng tự nguyện trên trang của mình này, đúng không? Mọi người ghi cái này xuống nhá. Nếu bạn nào muốn bán hàng cho khách hàng lạ mà không phải người quen thì phải học cái bài này của Nga này, học cái bài này, chiêu này là một chiêu rất là hiệu quả nhá. Cần làm ngay lập tức những cái việc này. À, đầu tiên nhá, là mình phải chia sẻ bài viết với nội dung ngắn gọn, xúc tích, họ lười đọc vô cùng. Nếu như chúng ta có những cái video thì chúng ta đăng lên, còn nếu như không có video thì mình có thể đăng những cái bài viết ngắn gọn thôi. Nga ví dụ như là cái những cái từ ngữ nào nó đơn giản nhất nhưng mà nó đập vào mắt người xem đầu tiên thì đó chính là cái từ ngữ gọi là ngắn gọn, xúc tích nhất ha. Cái thứ hai, các bạn phải chia sẻ những giá trị liên quan đến sản phẩm mà không phải là sản phẩm. Mọi người hiểu chỗ này không? Chia sẻ những giá trị liên quan đến sản phẩm mà không phải là sản phẩm. Mọi người có thể hiểu chỗ này không, nghe được không? Mọi người nó xuống này, bạn nào mà chưa biết nghe đọc luôn, mọi người ghi lại ha. Chia sẻ những giá trị liên quan đến sản phẩm mà không phải là sản phẩm. Ví dụ như chia sẻ công thức mà mặt nạ để làm trắng da, chia sẻ những cái sản phẩm, những cái gì, những công thức để mình có thể làm đẹp. Nè, nghe đang ví dụ này nghe đang ví dụ này, mọi người nghe được kỹ nhá. Ví dụ như nghe đang muốn bán một sản phẩm Relit YC đúng không, công dụng của nó là gì, công dụng là làm trắng da đúng không, thế thì nghe không có đăng cái sản phẩm Relit YC, không cần thiết phải đăng lên. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ bài viết ví dụ như là các loại mặt nạ làm trắng da hai chấm, mình có thể mình đưa một cái số hình ảnh lên ha.
Ví dụ như mặt nạ sữa chua với lại cả mặt nạ sữa chua với lại cả cái gì nhỉ? Với lại cả gì? Mặt nạ sữa chua với một cái sản phẩm ở đó. Ví dụ mặt nạ sữa chua cộng với cam chẳng hạn. Ghi là mặt nạ sữa chua cộng cam. Rồi, thành phần như thế nào? Mình gọi là mình giống như kiểu mình copy một cái bài nào ở đâu đó. Các bạn có thể lên Google. Nhớ nè, các bạn lên Google các bạn tìm cho Nga. Những loại mặt nạ làm trắng da. Trời ơi, chỉ như thế này mà không làm là bó tay luôn đấy. Những loại mặt nạ làm trắng da. Trên đấy nó hiện lên đầy dẫy luôn những cái mặt nạ làm trắng da. Bằng cách, ví dụ như nó đưa hình ảnh này. Một cái quả cam cộng với một cái sữa hộp sữa chua này. Nó đưa ra nhé, nó làm một cái hình ảnh nó cộng gộp vào nhau. Các bạn đưa xuống, các bạn tải những cái hình ảnh về. Mọi người lưu ý này. Mình tải những cái hình ảnh ở trên Google về. Hoặc là những cái gọi là cái gì nhỉ, những cái công thức á, những cái công thức làm đẹp da làm trắng da trên Google về. Lưu ý nhá, mọi người tải hình ảnh hoặc công thức về chứ không được quyền share cái trang web đấy, nhớ nhá, không share cái trang web đấy về trang fanpage của mình. Lý do vì sao? Khi các bạn đưa cái trang web đấy về trang của mình, đồng nghĩa việc các bạn đang quảng cáo phi lợi nhuận cho người ta. Các bạn quảng cáo mà không được nhận bất cứ một đồng tiền nào hết, đúng không? Nhưng khi các bạn thấy công thức của họ hay, các bạn copy, các bạn đưa về, các bạn đăng lên, các bạn tạo thành một bài viết cho chính mình, thì đây chính là những cái giá trị liên quan đến sản phẩm mà không phải là bán sản phẩm. Ngày hôm nay mình chia sẻ cái giá trị là gì? Dùng những loại mặt nạ này sẽ làm trắng da, đúng không? Ngày mai mình đăng lên một sản phẩm là ngoài cái việc kết hợp những loại mặt nạ này thì mình có thể dùng thêm cái viên uốn sủi để trắng da lên, đúng không? Thế thì đương nhiên là lúc đấy làm sao ạ? Cái giá trị của trang của các bạn nó tăng lên một tầm cao mới. Nó không chỉ đơn thuần là một cái trang đi bán hàng, mà nó là một cái trang là chuyên gia. Các bạn đang là một công ty, các bạn đang là một doanh nghiệp, hay còn nói mạnh hơn, các bạn giống như kiểu là một cái gọi là một cái gì nhỉ, một cái spa mini thu nhỏ gì đó. Họ chỉ mặc định là gì, khi mà các bạn vào đây và các bạn làm, hoặc khi mà các bạn lên đó, các bạn chia sẻ, thì họ nghĩ là đây là một cái doanh nghiệp, đây là một nơi chia sẻ về những công thức làm đẹp, đây là một nơi mà họ có kiến thức về làm đẹp một cách rõ ràng nhất. Thế thì khi mình làm những cái giá trị như vậy thì tự động cái trang của mình ấy nó nâng một tầm lên. Rất 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 là nhiều người share cái trang ấy cho mình, nhiều người share cái bài viết cho mình. Và khi mà các bạn có nhiều người share cái bài viết đấy, đồng nghĩa việc gì? Khi mà người ta share bài viết của mình thì đương nhiên là mình tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng lạ rồi. Ví dụ như này đi, các bạn đăng một bài hay, 10 người họ vào họ share 10 lần, họ xem 10 lần về trang của nhà họ, về tường nhà họ, thì nghiễm nhiên các bạn tiếp cận được thêm khoảng tầm 5.000 khách hàng của những cái người đấy nữa, đúng không? Nên Nga đâu có bán hàng gì nhiều bằng cách là Nga có làm cái gì nhiều đâu, viết đơn giản thôi. Rồi, cái thứ ba đó chính là khi mà các bạn viết bài thì phải kèm theo những từ khóa liên quan đến giá trị sau khi sử dụng sản phẩm. Giá trị khi mà mình sử dụng sản phẩm ha. Ví dụ là gì ạ? Cái viết một cái bài content ngắn ngắn thôi, nhưng mà mình thêm vài cái từ khóa. Ví dụ như là làm đẹp da, làm trắng da, làm sáng da, bật tông da, đó là những cái từ khóa đúng không? Thế thì những cái từ khóa này là những cái từ khóa mà trên Google đang được đi tìm kiếm, những cái người mà họ đang mong muốn họ trắng da, họ đẹp da, họ đang mong muốn họ đi tìm kiếm những từ khóa này, thì mọi người phải viết kèm vào ha. Ngày hôm nay Nga sẽ, bây giờ cũng khá muộn rồi, Nga sợ các bạn đi ngủ, Nga sẽ cố gắng Nga share nhanh, nói hết những cái ý chính. Còn đến mình sẽ hẹn một buổi sau để mình phân tích kỹ hơn ha. Rồi cái bước thứ tư đó chính là các bạn phải am hiểu. Mình sẽ phải bắt buộc mình phải am hiểu những cái sản phẩm mà mình đang bán để mình trở thành chuyên gia cho những dòng sản phẩm này. Ok không ạ? Cái bước thứ năm đó chính là mình phải hiểu những vấn đề liên quan tới trước, trong, sau khi sử dụng sản phẩm. Thì cái này mình phải học ở bên với BDB Phú Thái ha. Bên BDB Phú Thái sẽ đào tạo chúng ta những cái sản phẩm cơ bản, từ cơ bản đến chuyên sâu, được không? Cái thứ sáu, cái này khá là quan trọng này. Các bạn phải biến trang fanpage của mình trở thành nơi mà được nhiều người theo dõi thông qua những bài viết mang ý nghĩa tích cực, mang ý nghĩa chia sẻ, mang ý nghĩa là cho đi trước khi mình nhận lại. Trước khi mà mình muốn nhận được lại từ khách hàng những cái gì đó thì mình phải cho đi trước những cái thông tin của bản thân mình có, đúng không? Bản thân mình phải có những cái giá trị thì mình cho đi được thì mới mang lại những cái ý nghĩa tích cực được. Thì tự nhiên cái trang của mình mới hút được nhiều đối tượng khách hàng lạ hoắc lạ hơn. Khách hàng mình không biết họ là ai, tự nhiên họ nhảy vào cái trang của mình. Chỉ vì vô tình họ ngã vào trang của mình bằng cách họ lên Google, họ tìm kiếm cái từ khóa nào đó mà vô tình thấy cái trang của mình thì họ nhảy vào họ theo dõi. Được không mọi người? Ok chưa ạ? Cái chỗ này mọi người nhớ nắm kỹ nhá. Và cái số 7 đó chính là mình phải nhờ bạn bè của mình share trang. Nếu như với những người nào bạn bè mà mình có thể mình share cho họ trang này thì có thể mình mời họ like trang cho mình. Sau khi họ mời mình mời họ like trang, sau đó mình sẽ nhờ là cái trang này á, like giùm em, share giùm em trang này ha, về trang cá nhân rồi về các hội nhóm mà họ đang tham gia.
Và cái bước thứ 8 thì hồi nãy Thiên Anh cũng có nói sơ qua rồi đúng không? Đó chính là cái cách mà tiếp cận khách hàng không qua việc mình chạy quảng cáo trong fanpage. Thế thì cái buổi mà đào tạo về chạy quảng cáo trong fanpage thì Nga sẽ hẹn mọi người vào cái buổi khác, một cái buổi khác, tại vì đào tạo về cái cách mà chạy quảng cáo làm sao mà cho ra đơn á thì nó rất là lâu, nó sẽ rất là lâu, nó rất là chi tiết, thì cái này Nga cần phải một buổi khác ha. Ở tại Ropi thì hiện tại bây giờ Nga cũng đang bị hơi bị có mạng, hơi bị có tai tiếng là đang làm nhiều trang fanpage nhất và cũng đang là đi đâu cũng nói về trang fanpage nhất. À, Mai Loan, một trang fanpage mình chỉ nên làm một đến hai sản phẩm, mình không nên làm quá nhiều sản phẩm trên một trang ha. Những sản phẩm phải có liên quan đến nhau. Ví dụ khi mình làm một trang về Phú Thái thì các bạn cố gắng cho Nga khoảng tầm 2 đến 3 sản phẩm trên một trang thôi, đừng làm nhiều quá. Tại vì khi mình làm nhiều quá nó không còn tính chuyên nghiệp nữa. Được không? Nó sẽ không còn tính chuyên nghiệp nữa. Nếu mà cái nói này nó rất là dài rồi, bây giờ bật mí thêm một cái nữa để làm sao mà cái trang của mình nó sẽ không bị mất tương tác nhá. Mọi người lưu ý dùng Nga này. Trang fanpage không được để tên riêng, tên cá nhân của mỗi một ai đó. Ví dụ như là Nga có một cái trang là Phạm Nga, nhưng cái trang Phạm Nga đấy Nga chỉ chia sẻ về những cái gì mà liên quan đến Shopee, liên quan đến công việc thôi, nó không liên quan đến bán hàng, cũng không liên quan đến bất cứ một cái gì khác. Thì Nga sẽ làm là cái trang đấy là cái trang là trang Phạm Nga, là cái trang cá nhân của Nga, nhưng mà Nga chuyển nó thành trang fanpage ha. Còn nếu như các bạn bán hàng, các bạn tuyệt đối không được để trang mang tên có dính đến mình, không thể để là công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Thái xong vạch ngang cái nhà phân phối Phạm Nga, để như vậy là nó sẽ bét tè nhè luôn, nó lại bị sai luôn cái từ gọi là chuẩn SEO rồi, không được nhá. Và cái thứ hai là gì ạ? Không được để tên như trang fanpage gắn liền với tên mình, à, hoặc là tên với bất cứ một cái gì khác, mà mình chỉ được nên để những cái tên mà liên quan đến sản phẩm thôi. Ok chưa? Ok nhé, đây là một cái bí mật đấy mọi người nên để, à, và mọi người nhớ là gì ạ, khi mình đặt được một cái tên chuẩn chỉnh rồi ạ thì tự nhiên là hữu xạ tự nhiên hương, hữu xạ tự nhiên hương ha. Và kênh fanpage là gì? Nó là một cái kênh marketing không đồng mà chưa bao giờ lỗi thời. Nga không biết mọi người nghĩ làm sao, nhưng mà đến thời điểm này Nga dùng trang fanpage là được khoảng tầm cũng hơn chục năm rồi, Nga chưa thấy nó lỗi thời một chỗ nào hết. Nga từng bắt đầu từ năm 2009 đến bây giờ là hơn 10 năm rồi, và Nga chưa thấy nó lỗi thời một thời điểm nào cả. Lúc nào nó cũng gọi là được liên tục được tiếp cận. Và bây giờ không phải một mình Nga mà rất là nhiều người đang sử dụng ha. Còn những kênh khác như TikTok này, hoặc là Instagram, hoặc là những kênh khác á, thì nó đang là nổi lên gần đây. Nhưng mà Nga ngồi Nga tính toán hết rồi, để mà gọi là marketing không đồng thì chỉ có thằng trang fanpage là cái an toàn nhất, tính tiếp cận của nó rất là cao ha. Mình có thể tiếp cận khách hàng được mọi lúc mọi nơi, và chỉ cần là mình xây làm sao cho cái trang của mình nó giống như một cái trang doanh nghiệp ấy, nó là một chủ sở hữu ấy, thì các bạn sẽ tiếp cận được rất là nhiều khách hàng đó, đúng không? Đấy là những gì mà Nga chia sẻ. Bây giờ Nga sẽ cho mọi người xem cái trang của Nga ha. Nga có một cái trang fanpage. Mọi người biết sao không? Cái buổi này bây giờ nó khá muộn rồi, 10 giờ rồi. Nga sợ mọi người sẽ gọi là sao nhỉ? Nga sợ mọi người người sẽ bị muộn đấy. Ôi, sorry. Nga sợ mọi người bị muộn nên là Nga sẽ không 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 có sẽ xin tạm dừng để Nga không có nói nhiều ha. Đây. Bạn nào mà biết về cái trang fanpage rồi á thì mọi người sẽ biết là mình sẽ làm ở trên một cái trang Facebook đúng không? Thế thì ví dụ như cái trang Facebook cá nhân của Nga như thế này chẳng hạn. À, thì trên này nó sẽ có tất cả những thông tin của cá nhân mình rồi đúng không? Thế thì bây giờ này, trên trang cá nhân của Nga nhé, Nga không xây dựng profile theo cái cách Nga đi bán hàng lẻ mọi người ha. Nga đang xây dựng để Nga chỉ tuyển dụng thôi. Thế thì cái cách mà Nga xây dựng để Nga bán hàng thì ở đâu? Mọi người nhìn thấy trên một cái trang như này đúng không? Các bạn mà có trang fanpage rồi là mình biết đúng không? Mình sẽ vào trang này. Nga kéo cho mọi người coi ha. Nga có rất là nhiều trang đúng không? Trang về tuyển dụng này, trang về sống khỏe, sống đẹp này, dầu gội đầu chống rụng tóc, kích thích mọc tóc này. Mọi người thấy không? Cái cách đặt tên của Nga là gì? Cách đặt tên của Nga là những cái gì mà nó tinh túy nhất thì Nga quất lên trên cái trang đầu tiên. Để làm gì? Để là ai người ta đọc người ta có nhu cầu. Bây giờ người ta sợ rụng tóc thì đương nhiên họ phải tìm những cái sản phẩm mà chống rụng tóc đúng không? Thế thì mình cứ đặt những cái tên nào mà họ đang mong muốn họ tìm kiếm đi, mình đưa lên đúng không? Rồi cái thứ hai là mình có những cái trang khác, ví dụ như là ví dụ như là những cái trang ở nhà Nga cũng có luôn ha. Rồi máy ép chậm, mọi người nhìn thấy không? Máy ép chậm Puchen này, hoặc ví dụ như cái trang Phạm Nga, lý do vì sao mà Nga lại chọn Phạm Nga, tại vì cái trang này là nó chỉ liên quan đến cá nhân Nga thôi, Nga không đăng cái gì quá nhiều về về công việc ha, nên là Nga không, hoặc là Nga chỉ đăng những cái gì mà Nga chia sẻ về cái cách mà làm. Vì khi mà mình livestream ở trên cái kênh cá nhân ấy nó hay bị bóp tương tác thì Nga không có like nhiều, lâu lâu mới like thôi, còn chủ yếu là Nga sẽ like ở trên trang fanpage chẳng hạn. Thì khi like ở trên này á các bạn sẽ thoải mái hơn. Mình dùng từ ngữ nó sẽ gọi là nó được mạnh bạo hơn, nó không cần phải thùy mị nết na quá nhiều ha, nên là Nga thích làm bên đó. Rồi hoặc là ví dụ như là Sichoi,
lý do vì sao mà nghe tên là Sichoy, son giữ môi an toàn. Sichoy là một cái thương hiệu đúng không ạ? Thế thì hiện tại Sichoy cũng đang khá là nổi bên ngoài thị trường, thì nghe đặt là Sichoy son giữ môi an toàn. À, Sichoy họ không biết Sichoy nó là cái giống gì đúng không ạ? Thế thì mình phải quất thêm cái từ sau chứ, son giữ môi an toàn. Đó chính là khi họ biết là tìm một cái sản phẩm mà son giữ môi thì họ nhìn thấy là ủa có Sichoy này đúng không? Đó là chính là cái cách ha. À, sức khỏe cộng đồng. À, tên sức khỏe cộng đồng cũng được, nhưng mà chị nghĩ là lấy cái tên đấy thì mình sẽ đặt cho cộng đồng thôi, cho group thôi. Còn nếu như mà mình mà để là cái trang mình mà để là cái trang fanpage thì độ hút nó sẽ không được nhiều đâu nhá. Rồi, ví dụ Nga có một trang nữa là Nga có một cái trang chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, thì Nga sẽ đăng những cái bài liên quan gì đến mẹ và bé thì Nga quăng hết nó lên đây. Rồi, tổng hợp VTV3 đưa hết lên đây, cái gì cũng đưa lên. Rồi Nga có riêng một cái trang về kem chống nắng. À, và Nga có riêng một cái trang ví dụ như là viên viên uống trắng da chống nắng nội sinh, tại vì Nga thích cái nó thích cái công dụng của ông Relit ấy, là chống nắng nội sinh, nên là Nga quất lên luôn là trang chống nắng nội sinh. Ok không mọi người, nghe cũng hot hot đúng không, nghe cũng hay hay đúng không? Thế thì khi mà Nga vào một cái trang này nhá, mọi người nhìn này, khi mà Nga vào một cái trang cá nhân, một cái trang fanpage của Nga như này, tức là Nga đang làm riêng cho một cái trang Relit Quasi. Bản thân Nga thì ngay khi mà Relit lên kệ là Nga đã yêu luôn rồi, mê luôn rồi. À, dùng nó rất là nghiện mọi người ạ. Nên là bản thân Nga thì không cần ai nói nhiều. À, cứ khi mà thấy rằng là có Relit ấy, thì Nga thấy rằng cái công dụng ấy, ngày đầu tiên khi mà Nga học sản phẩm ấy, 8 cái công dụng của Relit ấy, ôi trời ơi, học xong một cái là nghiền luôn. Nghiền luôn mọi người ha. À, khi mà nghiền rồi ấy, là tự nhiên là yêu, yêu rồi làm luôn. Mọi người nhìn thấy cái trang của Nga không? À, thì đầu tiên là có cái tên trang ha. Viên uống trắng da, chống nắng, nội sinh, hiệu quả cao. Mọi người thấy đấy, cách đặt tên không? Đặt tên là gì? Đầu tiên là nó có công dụng của sản phẩm, cái thứ hai là mình phải khẳng định được là cái công dụng của sản phẩm này nó có hiệu quả cao đúng không, nó có hiệu quả hay không. À, cái thứ một cái nữa đó là chính là cái hình ảnh đại diện chẳng hạn đi. Ví dụ khi hình ảnh đại diện là gì, là Nga sẽ đưa những cái hình ảnh mà nó có thành phần của sản phẩm lên, công dụng của sản phẩm lên trên cái avatar, thì đây cũng là một cách để mình tiếp cận khách hàng một cách nhanh nhất ha. Khi mà mình đưa hình ảnh, đưa sản phẩm, đưa những cái gọi là những cái công dụng của sản phẩm lên á, thì nó sẽ ngay lập tức nó đập vào mắt người xem đầu tiên khi họ tìm đến trang của mình. Cái thứ hai là mọi người nhìn thấy cái ảnh bìa không? Nga chưa thay ảnh bìa, tại vì ngày hôm qua Tú Anh mới làm cho Nga một cái ảnh bìa khá là xinh, nhưng mà Nga chưa có thay. Thì ví dụ như là Nga để cái hình ảnh bìa này, thì Nga có công dụng luôn là nó hiện rõ luôn đúng không? Da sạm nám đã có viên sủi trắng da Relit Quasi đúng không ạ? Thì đây cũng là một trong những cái cách mà để khách hàng họ dễ hút khách hàng hơn ha. Rồi, sau đó có thông tin này, có trang này, có số điện thoại này đúng không? Có địa chỉ này. Và cái trang này là gì? Sức khỏe và sắc đẹp, thì mình sẽ để luôn là sức khỏe và sắc đẹp mọi người ha. Rồi, sau đó là gì? Mình có một cái bài viết để ghi bên đầu tiên. Mọi người có muốn xem cái bài viết mà Nga ghi không? Cái này là hôm qua một bạn đại lý nhà Nga đã làm cho Nga cái video này. Nga cũng dở làm video lắm nhưng mà bạn ấy làm cho Nga một cái video mà Nga không cần xuất hiện. Mọi người nhìn thấy rõ không? Mọi người nhìn rõ không? À, bạn lồng tiếng cho Nga luôn nhá, cho mọi người nghe này. Mọi người có nghe thấy tiếng không? Mọi người có nghe thấy tiếng của cái video này không? Cái này là một bạn đại lý bạn làm cho Nga đấy, chứ Nga không có làm cái video này đâu. À, tức là Nga cũng không xuất hiện ở trên cái này để Nga mang tính chất là gì? Đây là một cái thương hiệu, là một trang thương hiệu ha. Nga không có lấy thương hiệu cá nhân Nga mà nó là một trang thương hiệu của một cái sản phẩm nào đó, nên là Nga không có dùng. À, đổi lại tên đúng không? Một lát nó chỉ gửi cho em cái đường link nha, chỉ có làm đổi tên nhanh lắm, 1 phút 30 giây là được. Rồi ok, thì mọi người nhìn cái đoạn video này rồi đúng không? Đấy ha. À, đó, Nga có thông tin, đầu tiên là đưa ra một số cái hình ảnh, sau đó là Nga tiếp theo là Nga sẽ đưa cái sản phẩm này lên đúng không? Nga đưa cái sản phẩm Relit Quasi lên để Nga chỉ quảng cáo cái sản phẩm Relit Quasi thôi, đúng chưa? À, rồi, mọi người nhìn dùm Nga tiếp theo là cái bài viết này, thì là bài viết Nga copy đó. À, Nga copy bài viết đó, chứ Nga cũng chẳng có tử tế gì đâu. Cái copy của bên nhà cung cấp á. À, thì khi mà Nga viết copy nhưng mà Nga có thay đổi đi một số từ ngữ ha. Hoặc là Nga thay đổi cái cách sắp xếp, ví dụ như ở trên này hôm bữa Nga nhớ không lầm thì nó có một loạt những cái từ khác thôi, nhưng mà Nga thì Nga thay đổi lại một chút. Cái phần mà chỉ 5 phút mỗi ngày ấy, có một đoạn nữa khá là dài của nhà cung cấp thì Nga bỏ đi ha. Rồi sau đó là những phần tiếp theo thì mọi người nhìn này, ví dụ như là những cái gì mà nó là thành phần, thật ra biết nhiều khách hàng họ không có đọc đâu, nhưng mà những cái gì mà mình cần thì mình nhấn mạnh lên, ví dụ như mình tô xanh tô đỏ lên đúng không. Rồi cái phần tiếp theo đó chính là cái phần tên của từ khóa. Mọi người theo dõi cái từ khóa của Nga nhé. Viết một bài như này nếu như mà các bạn đăng ở trên trang cá nhân ấy, nó bóp tương tác ngay. Nhưng mà ở trên này mình sẽ không lo quá nhiều về bóp tương tác ha.
Đầu tiên là có từ khóa phú thái. Từ khóa thứ hai đó chính là nhà cung cấp phú thái. Từ khóa thứ ba đó chính là Dropy. Lý do vì sao mà Nga lấy ba cái từ này đầu tiên? Tại vì là phú thái, nhà cung cấp phú thái, Dropy là một cái thương hiệu ở trên nền tảng của các mạng xã hội rồi. Nếu như ai đó họ search vào trong cái từ mà phú thái hoặc nhà cung cấp phú thái, ngay lập tức sẽ ra cái tên là cái gì nhỉ? Công ty dược mà dược dược mỹ phẩm phú thái là có luôn. Cái thứ hai, Dropy công ty mình đang chạy cực kỳ mạnh. Công ty mình đang mua đứt cái từ khóa Dropy rồi. Nên khi mà công ty mình chạy quảng cáo luôn luôn có những cái từ khóa ví dụ như Dropy. Thế thì đây là một cái từ khóa quá hot. Nếu các bạn viết một bài viết mà các bạn quên mất cái điểm nhấn là từ khóa Dropy, mình sẽ thiệt hại rất là nhiều với khách hàng ha. Mình bắt buộc phải viết từ khóa Dropy vào. Cái thứ ba, cái từ khóa thứ tư á, là cái từ Win-Win Team thì là của Win Team Nga rồi. Mọi người biết để Nga làm gì không? Nga luôn tục, Nga theo dõi nhóm của Nga xem có đăng bài giống mình không. Thì chỉ cần là Nga click vào cái từ Win-Win Team thì ngay lập tức nó sẽ sổ ra những người nào đang đăng cái bài này của Nga, đang đăng những cái sản phẩm này. Đó, thì mình sẽ ra, mọi người thấy không? Ai copy mình biết ngay này. Bạn ví dụ như bạn Kim Thảo chẳng hạn đi. Mọi người thấy không? Thì bạn cũng sẽ có từ khóa Win-Win Team chẳng hạn. Thế thì bạn cũng sẽ copy một bài nào đó của mình ở đâu đó, hoặc là ví dụ như Lượt Hoàng là mọi người thấy không? Thì đều có từ khóa là Win-Win Team, thì Nga mới tìm ra những bạn này và Nga mới theo dõi bạn được là trong team mình có bao nhiêu người đang đăng bài, bao nhiêu người đang viết bài. Đây chính là từ khóa riêng của team nhà Nga ha. Các bạn cũng nên có từ khóa riêng của team mình để mình biết được, mình quan sát, mình xem trong nhóm mình bao nhiêu người siêng năng tích cực đăng bài. Rồi ok, từ khóa tiếp theo đó chính là Release YC. Tại vì sao mà mình phải viết cái khoảng cách, cái thêm cái khoảng dấu ở dưới ấy? Vì viết liền vào ấy thì nhiều khi mà search nó sẽ không ra được nhiều, đúng không? Nên mình sẽ viết liền như vậy, viết riêng ra để khách hàng đọc được tên sản phẩm. Cái từ khóa tiếp theo đó chính là viên uống trắng da. Thì cái này nhà cung cấp không hề đưa vào trong cái từ khóa hay là cái bài viết mẫu. Tại vì bên B2B viết bài cho các bạn viết là để đăng trên Facebook, còn Nga viết bài Nga đăng trên trang fanpage ha. Nên Nga được quyền thêm những cái từ này: viên uống trắng da, làm đẹp da, trắng da, mờ nám, cải thiện lão hóa. Nga được quyền viết. Vì khi Nga viết vào và Nga đăng lên trên trang này, rất nhiều đối tượng khách hàng khác họ tìm đến những cái từ khóa như thế này để họ tiếp cận với cái trang viết của Nga, họ tiếp cận với những trang fanpage của Nga, tự động là họ sẽ tìm đến mình chứ mình không đi tìm khách hàng. Các bạn ơi, Nga là Nga mentor, chỗ Nga ngồi đây Nga rất là nhiều, không có nhiều thời gian để mà Nga ngồi Nga viết một bài viết content đâu, thật sự luôn ấy. Và những cái từ khóa này là gì ạ? Nga một có khi vài ngày Nga đăng một lần, nhưng đây là cái bài mà Nga ghim lên. Tức là bất cứ một ai lần đầu tiên mà khi mà tiếp xúc với cái trang này của Nga thì đều đọc được cái bài này hết. Bất cứ một ai vào tiếp xúc là sẽ nhận được ngay lập tức nha. Và sau đó là gì ạ? Mình kêu gọi đồng đội của mình vào comment đi, tương tác đi để bài viết đi nổ lên. Tại vì bài này Nga đang tính chạy quảng cáo, Nga đang tính Nga chạy thử quảng cáo xem nó ra đơn, ra được người không. Nên là Nga đang tính mọi người là mọi người nên kêu gọi đồng đội của mình vào chạy quảng cáo để gọi là tương tác bài viết ha. Và sau đó thì mọi người nhớ này, nó sẽ được ghim lên ở phần đáng chú ý. Thì bất cứ một người nào họ vào đây họ sẽ nhìn thấy ngay tức cái bài viết này đầu tiên của mình ha. Nó nằm trên phần đáng chú ý, mọi người thấy không? Nga đâu có đăng bài thường xuyên đâu. 5-6 ngày khi mười mấy 20 ngày Nga mới đăng được một bài viết. Nga không có nhiều thời gian để đăng bài đâu mọi người. Đây ạ, cái bài xuất từ hôm 26 tháng 1. Tức là Nga rất là ít khi đăng bài, nhưng mà trang của Nga vẫn tiếp cận được khách hàng mọi người ha. Rồi mọi người thấy không? Đăng bài rất là đơn giản này, không có gì cả đúng không? Thế thì trang này mình chỉ đăng những cái sản phẩm như này và mình không để mặt mình lên, mình không đưa mặt mình lên ha. Rồi ok. Các bạn hỏi Nga rằng là tại sao mà trong cái trang của Nga, Nga có khoảng tầm vài chục cái trang fanpage như vậy thì Nga quản lý bằng cách nào? Mọi người nhìn dùm Nga ở dưới cái màn hình này. Đấy, Nga lại tắt xe rồi. Mọi người nhìn dùm Nga cái phần ở bên dưới màn hình nhé. Đây, Nga quản lý trang ở đây. Mọi người nhìn thấy màn hình của Nga rồi đúng không? Điện thoại này. Mọi người nhìn thấy cái chữ Business không? Kế bên cái Messenger á, kế bên cái Messenger ở hàng cuối cùng á, mọi người nhìn thấy cái dưới cùng ở kế bên cái Messenger có cái chữ Business, mọi người thấy không? Đâu rồi? Đây, mọi người nhìn thấy cái này chưa? Đây nhá. Nếu như khi các bạn bấm vào cái Business này thì tự động nó ra một cái trang cho các bạn quản lý tất cả những cái trang khác của mình. Ngay ví dụ như mà khi mà mình nhìn thấy những trang như này đúng không? Thì đây, ví dụ như là trang khi mà bấm vào cái nút là avatar trên cùng ấy, nó sẽ hiện ra tất cả những cái trang. Đó, tất cả những cái trang mình đang quản lý thì đều nằm hết ở trên này ha. Mọi người kéo mỏi tay không? Mọi người nếu mà kéo trang của Nga khá mỏi tay luôn đấy, vài chục trang lận chứ không ít.
Thế thì khi mà mình có một cái công cụ để mình quản lý trang của mình rồi, thì mình cứ vào, mình coi là mình cứ vào là mình mỗi ngày mình chỉ cần là lâu lâu mình đăng một bài, nhưng mà những cái bài nó chất lượng là mình cũng đã đủ kéo khách rồi. Mọi người nhìn này, cái trang này của nhà Nga đi chẳng hạn đi, 19 ngày rồi bạn chưa đăng bài đâu, đã 19 ngày rồi bạn chưa chia sẻ bài viết, hãy đăng bài thường xuyên để kết nối đối tượng nhé. Nga chả thèm chia sẻ mọi người, nhưng mà khách hàng họ vẫn nhắn tin cho Nga để họ mua hàng đó. Đây ví dụ như này này, thấy chưa, 9 giờ 12 giờ mấy ngày trước, tức là họ vẫn nhắn tin với Nga đều đều để họ mua hàng. Thì đây chính là cái cách mà để Nga đang quản lý một cái những cái trang công cụ của Nga.